Yes. Hey, Vân Sơn và Việt Thảo chào đón quý vị đến chương trình Chuyện Bên Lề của VSN TV nằm ngay trong hệ thống Direct TV và ngay trong channel 2073. Chuyện Bên Lề được trực tiếp phát hình hàng tuần vào chiều thứ ba từ 6 giờ đến 7 giờ giờ California. Đó cũng là 9 giờ tới 10 giờ cái giờ miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ được chiếu lại vào ngày Chủ nhật. Nhớ quý vị nhớ đón xem. Ngay trong giờ phút này thì Vân Sơn và Việt Thảo mời quý vị đến với chương trình bằng cách là gọi về đài ở số 714-531-8884 hoặc là email cho Việt Thảo, mcvietthao@yahoo.com để trả lời mọi thắc mắc. Nhất là hôm nay chúng tôi sẽ đặt vấn đề chủ yếu là về cuốn DVD Vân Sơn 46 mà chúng ta Vân Sơn cùng với hơn 100 anh chị em đã thực hiện tại Praha Tiệp Khắc ở miền Đông Âu. Bây giờ là ngày thứ ba 28 tây tháng 6 của năm 2011. Yes, 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 yes. Việt Thảo xin kính chào quý vị. Có một điều là chương trình Chuyện Bên Lề với Vân Sơn, Việt Thảo bây giờ không phải chỉ trên VSN TV của Hoa Kỳ không mà thôi, mà được coi như là trải rộng khắp nơi trên toàn thế giới. Có nhiều anh chị em và các bạn ở tại Việt Nam có hỏi là cái giờ giấc là như thế nào. Đương nhiên là ở Việt Nam không thể coi trực tiếp truyền hình ở trên VSN TV được. Tuy nhiên vẫn coi được trên YouTube, tức là cái chương trình được post lên trở lại. Thì anh em có nói rằng bây giờ muốn đặt câu hỏi thì làm sao? Nếu mà đặt câu hỏi trễ hơn hay sớm hơn thì không có được trả lời. Thì hay nhất đó, giờ này là 6 giờ đến 7 giờ giờ California, tức là, phải nói rõ, 6 giờ đến 7 giờ chiều thứ ba California, tức là nhằm 8 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng thứ tư. Coi như là sáng thứ tư 8 giờ đến 9 giờ sáng. Các bạn nào muốn đặt câu hỏi thì chờ đúng 8 giờ sáng thứ tư, trong khoảng thời gian 8 giờ 9 giờ, email cho Việt Thảo mcvietthao@yahoo.com thì chúng tôi sẽ lời trực tiếp câu hỏi từ Việt Nam ngay trong chương trình trực tiếp thu hình và phát hình trên VSN TV. Yeah. Hôm nay thì Vân Sơn cũng báo quý vị một cái tin rất là vui, là sau khi mà cái cuốn DVD Vân Sơn 46 mà trung tâm Vân Sơn đã thực trực tiếp thu hình tại Praha Tiệp Khắc thì phát hành hôm thứ năm, thứ sáu tuần rồi là có mặt trên toàn thế giới. Sau khi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, sau khi 5 ngày phát hành thì cái cuốn DVD Vân Sơn 46 được hầu hết tất cả quý vị khán giả xem, và rất là nhiều email cũng như là thư từ cộng với lại những cái voicemail mà quý vị gửi về trung tâm Vân Sơn bằng những lời khen ngợi, phê bình, góp ý rất là chân thành. Và những cái mà quý vị gửi đến trung tâm Vân Sơn, khen ngợi anh em nghệ sĩ, khen ngợi tiết mục này, khen ngợi tiết mục kia, khen ngợi trung tâm Vân Sơn đã đi đến đây, đi đến đó để mà thực hiện chương trình cho quý vị xem, thì đó là một cái khích lệ tinh thần cho Vân Sơn cũng như là cho anh em cộng tác trong một cuốn DVD này rất là lớn. Vân Sơn rất cảm ơn tất cả quý vị. Hồi trưa này có một người gọi điện thoại nói chuyện mà khóc luôn. Sao vậy? Anh Thảo khóc luôn. Sao vậy? Mà người đó cũng khóc luôn. Lý do đó là anh Trọng Minh. Anh Trọng Minh là người là tác giả của cuốn Vẽ Vang Dân Việt. Anh đi sưu tầm những cái gương tốt, học tập tốt hay giỏi hay thành tựu của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Anh gọi điện thoại lại, anh nói anh em đã làm đúng đường rồi, hay lắm. Không thể tưởng tượng được rằng anh em mình đã làm được một cái chuyện là đến tới Czech Republic, tức là một cái nơi Đông Âu ngày xưa, mà đi thu hình, phỏng vấn và đưa những hình ảnh của đồng bào bên đó ra. Anh nói bây giờ anh cũng đang làm cái chuyện Dễ Dàng Dân Việt, cho nên thấy mình làm con đường này anh thích lắm. Anh nói anh thì chỉ làm trên sách thôi, mình làm được trên hình, cho nên anh khuyến khích nên tiếp tục làm nữa. Chúng tôi nhận được rất nhiều cái lời khen, nhưng mà cái tin hơi buồn chút xíu. Nhiều người đó cũng email vô và có gọi điện thoại nói rằng trung tâm nào cũng là lỗ mà tại sao mà vẫn tiếp tục làm. Thì tôi thấy cái gì á, hôm qua nói thiệt, thôi hôm nay anh Vân Sơn nói thiệt đi. Cho tới giờ phút này bán được bao nhiêu cuốn thì lúc đó mọi người sẽ thấy rõ ràng cái con số tính thành tiền nó không là cái gì hết. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Anh Vân Sơn nói thiệt đi, cho tới ngày hôm nay nè, coi như phát hành gửi đi hết được bao nhiêu cuốn, định nhân tiền ra thì biết được nhân nhiêu tiền. Đây là một cái vấn đề thường thường, vấn đề tế nhị trong mỗi một trung tâm họ giữ. Xin lỗi Sơn, nói thẳng luôn, tế nhị đó thường thường người ta nói là tôi bán cái số lượng là nhiều để cho thấy rằng trung tâm mình ngon. Thí dụ nói, đợt này Vân Sơn phát hành cái cuốn ở Praha, ở Czech Republic được 80.000 bộ, 100.000 bộ thì nghe nó mới kêu. Nghe mới thấy rằng, cái trung tâm mình ngon, có nhiều người coi chứ.
Nhưng mà nói như vậy là nói gạt khán giả. Hãy nói cái sự thật đi. Nói sự thật để cho mọi người thông cảm và hiểu được là với cái chi phí là bao nhiêu mà thực hiện được bao nhiêu. Tại vì có nhiều email về nói chuyện vui lắm, kể hay lắm. Email về hỏi nhưng mà trả lời trước hết rồi. Trung tâm Dân Sơn tiền âm thanh bao nhiêu nè, tiền rạp bao nhiêu nè, ca sĩ tính trên đầu người bao nhiêu, tổng cộng chi phí bao nhiêu đó, bán được bao nhiêu trăm bộ đó, mà bao nhiêu ngàn bộ đó, mà tại sao la lỗ hoài. Dân Sơn nói trả lời luôn. Ok. Hiện tại tính cho tới ngày hôm nay, trước khi Vân Sơn rời cái office để mà đi đến đây làm cái chương trình trực tiếp truyền hình, thì cuốn DVD Vân Sơn 46 mà Vân Sơn đã thực hiện tại Praha Tiệp Khắc, tính cho tới ngay giờ phút này bán chưa tới được 20.000 cuốn. Chưa tới được 20.000 copy trên toàn thế giới. Trên toàn thế giới chưa được 20.000 copy. Mà mỗi một copy coi như một bộ đó là bao nhiêu tiền, vốn bao nhiêu, thấy chưa? Thôi bây giờ bán trung bình 15-20 đồng đi, người ta còn phải bán lại để có lời nữa mà. Thì bây giờ tính cho 20 đi. Nếu 20.000 bộ được nhiêu tiền? 400.000. 400.000. Rồi, 400.000 lời chỗ nào? Mà vốn cái cuốn này đã lên tới 750.000 rồi. Sau khi mà duplicate rồi shipping tất cả mọi thứ cộng lại hết thì 750.000. Thì hiện tại bây giờ Vân Sơn còn phải có 350.000 đồng để mà gom lại vốn cuốn này. Thì làm sao mà có thể gom được? Thật sự mà nói, đúng ra tôi không nói trước, nhưng mà trong cái hổm rài đó bây giờ mình nói chuyện bên lề đi. Ok. Không biết chuyện gì để nói. Không phải, có nhiều chuyện để nói lắm. Chẳng hạn có cái thơ nè. Em vui một cái là bà con biết cái giờ này là giờ bắt đầu trực tiếp thu hình và phát hình, cho nên đã trực tiếp email trước khi mà thông báo cái email, vì bà con biết rồi. Cho nên có nhiều email gửi vào trước giờ, trước khi giờ lên mà phát hình. Em tên Kiên, sống tại Atlanta. Em đã mới coi xong bộ nhạc Giữ Trọn Tình Quê, rất hay, và phóng sự nữa, thật là hay. Em mong sao Trung tâm Dân Sơn có những tiết mục của những nước khác nữa, tức là ý muốn anh em mình đi nữa. Trung tâm Dân Sơn em thấy thật là thú vị. Cái này thì hơn những trung tâm khác, thì cái này cũng nói thôi. Thực sự thì mỗi một trung tâm, như Trung tâm Thúy Nga, Trung tâm Asia, hay là bất cứ một trung tâm nào, mỗi trung tâm có cái hay riêng của người ta. Mà nói chung ai cũng muốn làm hay cả. Cho nên cái này là ý kiến cá nhân thôi. Có nhiều chương trình vui khác lạ làm cho mọi người rất thích, vui thích. Và anh Bảo Chung nữa, Kiều Oanh quá là hay, làm anh Dân Sơn hay lắm. Anh Dân Sơn và anh Dực Thảo, một lần nữa em mong Trung tâm Dân Sơn càng lớn và phát triển mạnh hơn nữa. Một lần nữa em rất vui khi đón nhận cuốn 46 này. Em chúc trung tâm mạnh khỏe và có nhiều tiết mục hấp dẫn hơn, nhiều ca sĩ hay hơn nữa. Em kính chào các anh ở trong trung tâm. Anh Vân Sơn, cảm ơn em đã coi cuốn băng DVD Vân Sơn bằng băng gốc. Mà nhân nói đến băng gốc thì Vân Sơn cũng xin cảm ơn tất cả những khán giả, gần 20.000 khán giả đã mua băng gốc của trung tâm Vân Sơn. Tuy rằng cái cuốn này Vân Sơn biết hiện nay đã ít nhất phải trên 1 triệu người xem. Vân Sơn cũng cảm ơn tất cả những đại lý đã bán, đã phân phối những cái băng gốc của trung tâm Vân Sơn. Nhưng mà trong một 3-4 ngày phát hành vừa qua thì Vân Sơn nhận được rất là nhiều thư email cũng như là những cái cú phone gọi của khán giả ở tất cả những tiểu bang gọi về complain vấn đề bán băng giả. Vân Sơn nghe có những câu rất là buồn. Có những đại lý họ chỉ bán băng gốc mà thôi, họ gọi về họ nói là có những khán giả vô hỏi mua những cuốn băng giả, băng sang lại, băng sang lại đó. Thì những đại lý họ nói thì thôi support trung tâm đi, ở đây không có bán băng sang lại, ở đây tụi tôi support trung tâm bằng cách bán băng gốc, tại vì trung tâm Vân Sơn cũng đi xa rồi tốn kém nhiều lắm, thành ra mua băng gốc để ủng hộ trung tâm Vân Sơn. Thì họ quay ra, họ đi khỏi cửa, và trước khi ra khỏi cửa họ quay lại, họ nói với người chủ tiệm rằng: chị lỗi thời chị ơi, giờ này chị không bán gốc là lỗi thời lắm rồi, chị bán băng giả chứ lỗi. Thành ra Vân Sơn nghe những cái câu đó Vân Sơn rất là buồn. Vân Sơn không hiểu tại sao có những khán giả họ lại có những cái suy nghĩ như vậy. Và có những khán giả họ nghĩ rằng chỉ có mình tôi coi cuốn băng giả thôi thì ảnh hưởng đến Vân Sơn đâu. Nhưng mà thiệt ra không phải một mình khán giả đó. Mà Vân Sơn biết hiện tại đó mình chỉ bán được chưa được 20.000 cái băng gốc, mà có mấy triệu người Việt Nam trên toàn thế giới đã xem cuốn này rồi. Trong khi ở bên Việt Nam các fan của Việt Thảo ở trên Facebook hay là YouTube nói những cái lời lại thấy thương lắm. Họ nhận là cháu hay là con chỉ coi được băng giả thôi, không có băng gốc, là tại Việt Nam không có. Rồi người ta đề nghị trung tâm nên phát hành Việt Nam hay đề nghị đủ thứ, và người ta xin lỗi là tại vì thật sự tại Việt Nam không có, chứ người ta muốn coi băng gốc mà tại không có băng gốc thôi. Yeah.
Còn trong khi ở đây mình có băng gốc thì lại không muốn coi băng gốc, muốn coi băng sang lại cho nó rẻ tiền. Có rất là nhiều fan của Trung tâm Vân Sơn trong 5 ngày qua thôi đã gửi những cái clip video bằng cách upload về email Vân Sơn và download những clip đó xuống. Họ đi đến những cái tiệm mà bán băng giả đó, họ cầm cái iPhone, cái phone giờ quay đúng được. Rồi, đúng thành rồi. Ra họ quay những cái băng giả trong lúc những người chủ tiệm bán ra họ quay luôn cái bảng hiệu. Vân Sơn có một cái list rất rất là dài ở đây. Tôi mượn cái. đây là những cái tiệm ở ngay ở California thôi. thành ra Vân Sơn ý Vân Sơn muốn nói đây là khi mà chúng ta làm ăn đó, chúng ta muốn kiếm ăn thì cũng phải để cho trung tâm, không những trung tâm Vân Sơn không mà tất cả trung tâm ban nhạc nào cũng phải lấy được cái nguồn vốn về rồi mình mới có thể mình tiếp tục thực hiện được tiếp tục. Còn nếu mà quý vị làm như vậy đó thì buộc lòng trong một chương trình nào đó Vân Sơn sẽ công bố những cái clip mà những cái tiệm bán băng giả mà những khách hàng của Vân Sơn, những fan của Vân Sơn đã quay những clip đó và gửi về trung tâm. Đây là có cái list rõ ràng nè, họ không đi gần nữa. Tại vì như thế này, thật sự đọc lên thì nó bẻ bàng hết rồi. Bây giờ nếu mà tôi đọc tên của các tiệm này ra, tại vì đó, nếu nói rằng không có bằng chứng không được, tại chúng tôi có cái clip quay rõ ràng bán băng giả luôn, có người làm chứng luôn, cho nên nếu đọc ra là có, nhưng mà làm như vậy thì bể mặt nhau hết. Chúng tôi vẫn giữ mặt của quý vị, thì quý vị cũng nên giữ mặt anh em chúng tôi. Sẵn đây tâm tình luôn, hồi nãy định nói nơi chừng ngưng ngang, không muốn nói. Cái thứ nhất là suốt 2 ngày rưỡi qua, từ sáng tới trưa tới chiều tới tối, tôi chỉ ăn một món thôi, đó là bún nước lèo. Lý do? Lý do vợ tôi nấu một đồ bún nước lèo quá lớn rồi nè. Mà các con tôi ăn, nó ăn một bữa đầu là nó ngán rồi. Cho nên tôi bỏ thì tiếc. Cá một đống, tôm, thịt ba rọi, nhưng mà không có ăn thịt ba rọi nhiều, ăn tôm với cá nhiều. Ăn nó còn hoài à? Không hoài. 2 ngày rưỡi vẫn ăn bún nước lèo. Rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài. Bây giờ cái bún nước lèo đối với mình ngon, mình thích cái món ăn quê hương mà. Nhưng mà ăn hoài đâm ra nó cũng ngán vậy, phải không? Thì mình nghĩ có thể là Việt Thảo làm MC cho Trung tâm Vân Sơn tới cuốn số 46 rồi. Kỳ tới là cuốn 47 ở Edmonton, ở Canada. Thì bây giờ làm nữa nhiều quá, không biết người ta có ngán không. Mình chỉ nghĩ phần đó thôi. Nhưng cái đó chưa phải là yếu tố chính. Nó có những cái yếu tố khác nữa. Mà tự nhiên không hiểu sao tôi lại nản chí, tôi nghĩ định là nói Vân Sơn sau cuốn 47 Edmonton tôi nghỉ. Tôi không làm việc nữa, không làm MC nữa. Mà nếu không làm MC cho Trung tâm Vân Sơn, nó kéo theo một chuỗi dây chuyền ảnh hưởng. Khi mình không xuất hiện trên video thường xuyên thì các bầu show sẽ không mời mình đi làm live show nữa. Mà không đi làm live show thì mất đi một cái sở hữu, một cái income, một cái số tiền mà chúng tôi sống vào cái số tiền đó để nuôi gia đình. Nhưng mà tôi ngồi suy nghĩ hoài, chắc có lẽ phải chấm dứt và phải ngưng. Có một lần nói chuyện với Hương Lan và nhiều anh em nữa, thì chúng tôi nói rằng không có cái nghề nào mà sướng cho bằng nghệ sĩ. Đi đâu cũng vậy, vé máy bay thì người ta trả tiền, ở thì hotel người ta trả tiền, ăn người ta lo. Cái gì ngon đẹp tốt hay người ta cũng cung phụng, cũng lo cho mình, tại vì người ta thương. Lên sân khấu mình hát đó thì hát cái mình thích, chứ đâu phải hát cái người ta thích không đâu. Phải không? Bài hát mình thích. Hài cũng vậy, MC cũng vậy. MC nhất là MC lên nói tào lao, nói đủ chuyện cũng lãnh tiền. Mình muốn nói gì nói mà. Đương nhiên nói làm sao cho khán giả vui, cho chương trình nó hay. Cho nên đừng bao giờ, đừng bao giờ nói mình bỏ nghề. Tại vì nói như vậy không nên. Và theo Hương Lan hay một số anh em nó tin tưởng vào tổ này, khi mình nói mình bỏ nghề là có chừng tổ phạt. Bởi vì đã dính vào cái nghề này là cái nghiệp rồi, không bỏ được. Nhưng mà ngồi suy đi nghĩ lại, như Vân Sơn chẳng hạn, một vợ hai con, hai vợ chồng tập trung lo tối ngày cái chuyện của trung tâm. Hai đứa con bỏ đó học hành tùm lum tà la hết trơn. Đương nhiên đứa nào học sinh thì đứa nào cũng cố gắng học, nhưng mà thiếu cái sự chăm sóc của cha mẹ. Tôi 4 đứa mà, vợ lo hết, tôi đâu có lo, cứ đi tối ngày. Tôi ngồi nghỉ hoài gần 60 rồi, có lẽ dừng chân lại ở nhà, dành cái thời giờ. Tôi nói tôi đi câu tôi cũng vui nữa. Mê lắm, mê câu cá. Bởi vì tại sao có cá, bún nước lèo cá nhiều là vậy. Rồi mà đi làm nữa, thật sự bây giờ trung tâm cứ lỗ lã hoài, mà làm tối ngày tôi nghe nó than riết tôi cũng bực mình luôn á. Làm lỗ làm chi, mà bỏ thì bỏ không được. Đó một hồi đi hẹn xong chương trình mà chuyện bên lề rồi là anh em về gặp nhau thì trung tâm để bàn liền. Bây giờ đó tuần tới nữa Edmonton ngày 9 tháng 7 mình làm những cái gì cho nó thiệt hay. Chương trình đương nhiên có rồi, nhưng mà muốn cho hay nó phải thêm nhân thêm nhị đủ chuyện hết. Thành ra tôi đang phân vân hoài. Có lẽ sẵn đây nói luôn, mà nếu mà nói không làm, tao nói thằng cha này cứ hù hoài. Thực sự trong lòng tôi muốn chấm dứt. Chấm dứt. Bao nhiêu lần tôi nói tự nhủ và nói với anh em rằng có lẽ cái nghề nghiệp nó bắt mình
Người tôi không thích, không thích đứng trên sân khấu nữa, không thích chỗ đông người. Tôi muốn yên ắng ở một cái nơi có một cái mái nhà, ở nơi đó có vịt, có heo, có gà cũng được, cánh đồng cũng được, an hưởng tuổi già, vui thú điền viên. Chứ bây giờ sao mà nó khổ tâm quá, chưa hết. Rồi đó, ngay cái chuyện bên lề thôi, anh em lên đây là gì? Là nói chuyện vui với mọi người, là một cái nhịp cầu gắn liền giữa nghệ sĩ và khán giả. Có thể khán giả khắp nơi có những cái thắc mắc đối với anh em nghệ sĩ, những cái trong nghề mọi người không biết, chúng tôi là nhịp cầu để giải đáp những thắc mắc đó. Thì bắt bẻ đủ thứ hết, không được nói chuyện này, không được nói chuyện kia, không được kiểu nọ, cái gì cũng bắt bẻ riết. Rồi tôi nói, ủa, tôi sống ở Mỹ sao không có một chút tự do nào hết, khổ quá. Thôi nói tới đây thôi, để ngồi rồi email chửi tôi nữa, đem chuyện bên lề lại nói cái chuyện mà thiệt tình trong lòng hết sức là buồn luôn. Anh nói cái chuyện của anh rồi, tại vì tên Vân Sơn nói chuyện của Vân Sơn buồn hết sức, buồn hết thiệt. Có nhiều khán giả hỏi là tại sao trung tâm Vân Sơn nói lỗ mà cứ làm hoài đó. Vân Sơn xin trả lời một câu như thế này, mình nói nôm na cho dễ hiểu là giống như mình đi casino vậy đó. Tại sao mình thua mà mình cứ đi vô đó mình quấn hoài? Thứ nhất là nó có một cái niềm, nó có một sự đam mê của công việc của mình. Vấn đề thứ hai đó, khi mình nói mình nghĩ, không phải là đơn giản là một cá nhân của mình nghĩ, mà mình kéo thêm một ít nhất là 100 anh em làm việc chung với lại trung tâm Vân Sơn từ hồi xưa tới giờ. Vấn đề thứ hai đó là mình phụ lòng ít nhất là 20.000 khán giả đã ủng hộ bằng cách mua băng cấp của mình. Cái con số đó nó lớn lắm. Vấn đề thứ ba nữa là cái mà mỗi một chương trình mình thực hiện được ra, mình mang niềm vui đến cho tất cả mọi khán giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Mình mang được cái hình ảnh của người Việt Nam ở một cái nơi mình thực hiện chương trình đó đến với người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Đó là cái niềm mơ ước, và đó là một cái sự đam mê của Vân Sơn và của cá nhân anh Việt Thảo. Hai anh em muốn đi đến tất cả những thành phố lớn có người Việt Nam chúng ta sinh sống để thực hiện những cái phần tài liệu, cũng như để mang lại cái văn nghệ, một chương trình thật lớn, thật hay, thật vui, thật mới, thật lạ cho những người ở đó. Người ta thực sự người ta cần thiết để mà có một chương trình như vậy, chứ không phải ngay ở California, ngay ở quận Cam chúng ta lúc nào chương trình lớn cũng có, nhưng mà ở những nơi tiểu bang xa, thí dụ như ở bên Czech Republic mà Vân Sơn và anh Việt Thảo cũng như là hơn 100 anh em đã bay qua đó làm việc, thì cái đón nhận của những người Việt Nam ở bên đó rất là cuồng nhiệt và rất là chân thành, và thực sự là mình thấy rằng cái chương trình của mình cần thiết cho những người Việt Nam đang cư ngụ ở đó xem. Và mình cũng thực sự mình thấy rằng những cái thước phim tài liệu của mình ở bên tiệp khắc thiệt sự cần thiết cho người Việt Nam ở khắp thế giới xem. Thí dụ như trong cái dịp lễ July 4, chúng ta không cần phải đi du lịch ở đâu hết, chỉ có một cuốn DVD Vân Sơn 46 nhà là chúng ta có chẳng những hơn 4 tiếng đồng hồ của một chương trình văn nghệ trên sân khấu thật hay, thật vui, thật mới, thật lạ, thật vĩ đại, hoành tráng. Hoành tráng là chết nữa. Nói chung hoành tráng là chết nữa. Mà còn có thêm 2 tiếng rưỡi của cái phần phóng sự tài liệu đặc biệt mà của anh Vân Sơn và Việt Thảo đã thực hiện tại tiệp khắc vừa qua. Thì đó là tất cả những ước mơ của anh em làm việc, và anh em chỉ muốn làm việc như thế và mang lại cái nguồn vốn để tiếp tục mình thực hiện thôi. Nhưng mà mình không có làm được. Có một điều đó, bỏ tay hết rồi. Có ai nghĩ chúng tôi dám đã có cái ý tưởng như thế này? Nhớ Vương không? Nhớ. Vương là một người lính của Hoa Kỳ, là người Việt Nam mình ở chiến trường Iraq, Afghanistan. Tôi đã bàn với Vương là xin giấy phép chính phủ Hoa Kỳ đàng hoàng để đi qua tận Iraq, tại Afghanistan, để làm tài liệu phóng sự về những người chiến sĩ Hoa Kỳ mà có quốc tịch người Hoa Kỳ gốc Việt Nam. Ở nơi đó, khi quay như vậy đó, không phải là đến đó rồi chỉ phỏng vấn người ta. Chúng tôi phải ra tận ngoài chiến trường, nơi có bom đạn đang nổ, chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để đưa những cái thước phim trung thực nhất của những người Việt Nam trong quân đội Hoa Kỳ đang chiến đấu ở mặt trận Iraq và Afghanistan. Chúng tôi đã làm điều đó và xin giấy tờ đang approve để có thể đi thực hiện. Nếu đi đó chết thì sao? Bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình. Chưa chắc vợ tôi cho đi, mà làm đơn xin là cứ xin đã. Mà chúng tôi đã quyết định đi, dự định qua tận Phi Châu để thực hiện những cái chương trình. Nếu mà không có người Việt nhiều thì mình làm MTV, mình làm tài liệu, mình làm phim cũng được. Cho nên nói gì nói, hôm nay chuyện bên lề anh em mình có dịp tâm tình thôi, chưa có trả lời nhiều. Một cái câu đọc của cái lá thơ này, rồi cũng chiếu một đoạn, chiếu một cái phần mở đầu của chương trình Vân Sơn
hay là một cái tiết mục nào đó trong cái cuốn Praha để cho nhiều người theo dõi coi trong chương trình hôm nay. Một cái thơ của Bobby Lê từ North California. Chào anh Việt Thảo, anh Văn Sơn và các anh chị ở đài VSN TV. Trước tiên, chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe và luôn mang tiếng cười tới cho mọi người. Cho em hỏi cái này, đĩa Văn Sơn 46, Văn Sơn in Praha phát hành chính thức ngày nào vậy hai anh? Em order tối June 24, chưa nhận được đĩa, thì sáng June 25, tức là 25 tháng 6, dậy, mở mắt ra vào các forum thì Văn Sơn 46 có hết trên các diễn đàn rồi. Em là admin, tức là administrator, một số trang nên có thể xóa được, nhưng sau đó lại có người khác post lên. Kiểu này chắc trời cứu quá hai anh ơi, em cũng bó tay. Chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe. Thanks, good luck. Đó. Chính cái người coi rồi lại đem post lên, tôi nói ngay cái chương trình Chuyện Bên Lề ngày hôm nay nè, ngay cả cái tiết mục mà chúng tôi sẽ chiếu ngay bây giờ thì cũng sẽ có người lấy ra rồi post lên nữa. Làm như nó là một cái bệnh rồi. Có cái gì cũng thảy lên cho người khác coi mà bất kể cái hậu quả như thế nào. Mời quý vị theo dõi một trong những tiết mục của cuốn Văn Sơn in Praha, Czech Republic, của cuốn số 46 trong chương trình Chuyện Bên Lề hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ trở lại. Tối ngày bận biểu mà đi làm kiếm từng đồng từng cắc, đâu phải nuôi bản thân không, nuôi cả gia đình, lo cho tương lai con cái, thời giờ đâu để mà biết được cái văn hóa ở xứ người. Biết thì có biết, nhưng mà bao nhiêu người biết, cứ tối ngày ôm cái bộ đồ đi bán lo làm ăn. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn mời một cái đoàn múa dân tộc của Cộng hòa Séc. Cái đoàn múa này đã trình diễn hơn 60 nước trên khắp thế giới. Tới đây ngày hôm nay trình diễn cho các bạn xem có được hay không. Cứ xem vô tư đi. Cứ vỗ tay vô tư đi.
Trung tâm Vân Sơn xin trân trọng giới thiệu chương trình DVD 46 Vân Sơn in Praha, Czech Republic với chủ đề giữ trọn tình quê. Thủ đô Praha của nước Cộng hòa Séc, hay chúng ta còn biết đến qua tên gọi là Tiệp Khắc, là một đất nước thuộc khối Đông Âu với nhiều nét văn hóa độc đáo và có hơn 60.000 người Việt Nam đang cư ngụ. Trung tâm Vân Sơn đã mang đến một lượng nghệ sĩ thật hùng hậu, trình diễn những bài ca múa thật chọn lọc, được dàn dựng thật công phu, những vở hài kịch thật vui mang nhiều ý nghĩa. Sân khấu và cảnh trí được đầu tư đúng mức trong một đại hí diện sang trọng và bậc nhất của thành phố Praha, cùng với sự xuất hiện của các nghệ sĩ và vũ đoàn dân tộc nổi tiếng của Cộng hòa Séc. Phần phóng sự tài liệu với Việt Thảo và Vân Sơn thật vui nhộn, cảm động, nhiều màu sắc. Chắc chắn đây sẽ là một chương trình hay nhất, vĩ đại nhất, mang nhiều ý nghĩa nhất để chào đón lễ July 4 của năm 2011 mà quý vị không thể nào bỏ qua. Vân Sơn rất mong mỏi được sự ủng hộ của quý vị bằng cách mua những DVD thật để giúp Trung tâm Vân Sơn có đủ điều kiện tiếp tục mang niềm vui và nụ cười đến cho người Việt ở khắp mọi nơi. Mọi chi tiết xin liên lạc về Trung tâm Vân Sơn ở số 7147991566. Trở lại với chuyện bên lề trên VSN TV vào chiều thứ ba hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2011. Giờ này cũng là khoảng 8 giờ rưỡi ở Việt Nam vào sáng thứ tư. Quý vị nhớ là nếu Việt Nam muốn email cho Việt Thảo, mcvietthao@yahoo.com thì chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Và nếu trả lời trực tiếp được trên đài là trong khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ buổi sáng thứ tư nha. Sẵn tiện đây cũng muốn nói về cái chuyện bên lề của Việt Thảo và Vân Sơn đó, đã được sự ủng hộ và theo dõi của khắp nơi. Vừa rồi thì anh có qua bên Kansas, có gặp nhiều người nói thích lắm, lái xe 3-4 tiếng đồng hồ đến gặp anh em rồi nói về cái chuyện bên lề, người ta rất thích. Cảm ơn đồng bào ở bên vùng Kansas cũng như cái vùng phụ cận đã đến trong show ngày hôm thứ Bảy để mà tâm tình với Việt Thảo trong hôm đó. Và chúc cho các bạn, các anh chị em, những người đến từ phương xa trong cái ngày chủ nhật vừa qua của Hồ Bình Thuận đã đến Paracel Restaurant để gặp gỡ trong cái chương trình Bình Thuận quê người, nhớ Bình Thuận quê nhà. Hiện giờ thì chắc đang đi chơi khắp nơi, tại vì chúng ta có cái dịp mùa hè và tại Little Sài Gòn đón nhận được rất nhiều đồng hương ở Bình Thuận đến với Cali lần này. Có một điều xin nhắc lại lần nữa là không phải riêng California, bất cứ những nơi nào khi quý vị đi đâu cũng để ý vấn đề tiền bạc, bóp hay là hành lý của mình, vì cái chuyện cướp giật xảy ra thường xuyên rất nhiều do cái tình hình kinh tế suy thoái mà ra. Rồi bây giờ vấn đề trở lại thư, thì đây là những cái thư mà của quý vị khán giả gọi về đài ở số điện thoại 714-531-8884 và cô thư ký đã email cho Việt Thảo. Bác lụm trần ở Pennsylvania, tôi 75 tuổi rồi, ăn tiền hưu trí, mà tôi có mấy đứa con có gia đình hết. Nhà chạy cách nhau có 10 phút nhưng không có cho mượn gì hết. Muốn coi thì đi mua mỗi gia đình một tập DVD gốc. Làm như vậy mới được chứ. Tức là con cái thì gần, đi làm có tiền ở gần nhưng mà không cho mượn. Mua là mua, mạnh ai nấy mua. Tôi nghĩ những người thích và biết thưởng thức nhạc là phải có kiến thức, không coi thì thôi. Cái này tôi xin đọc nguyên văn cái thơ thôi, chứ nhiều khi cái lời của bác nói theo cái ý của bác nha, của bác lượm. Không coi thì thôi, có học thức chút xíu là không có coi DVD giả. Tôi thương hết tất cả trung tâm, nếu muốn coi DVD thì đi mua DVD gốc, còn không được thì thôi khỏi coi. DVD mới của Trung tâm Vân Sơn ở Tiệp Khắc rất là hay, hòa âm trong disc số 2 thì rất hay, còn disc số 3 về phóng sự thì quá xá hay, mở rộng tầm mắt cho những người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn bác Lụm Trần ở Pennsylvania. Vân Sơn cũng cảm ơn bác Lượm Trần. Và Vân Sơn cũng xin báo cho bác biết, bác là một trong khoảng mười mấy ngàn người có bằng gốc. Chỉ có mười mấy ngàn người Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới thôi nghe bác. Bác hãnh diện là bác có cú bằng gốc đó. Ít có người có lắm. Khi nói đến đây thật sự thì Việt Thảo nghĩ một điều là làm sao bây giờ? Hiện giờ thu vào 400.000, bỏ ra 750 đi. Thì bây giờ bác order làm sao được 20.000 bộ nữa? Khó lắm. Cho nên cú này lỗ là cái chắc. Đó là chưa kể vấn đề bán vé ở Tiệp Khắc, số tiền thu cũng không được nữa. Thì chính vì bán vé ở Tiệp Khắc đó, Vân Sơn nghĩ là cái cuốn này mình sẽ lỗ ít nhất là 100 cho tới 150. Dạ. Khi mà bán vé ở Tiệp Khắc đó,
Tại vì ở bên Điệp Khắc không bán được vé cao và không bán được nhiều. Cho nên Vân Sơn sau khi bán vé xong thu lại tiền vé, Vân Sơn nghĩ estimate là cuối này lỗ từ 100 cho tới 150 là nhiều lắm. Tại vì Vân Sơn base ở trên cái số lượng bán của cuốn 45. Cuốn 45 thì Vân Sơn bán được khoảng chừng 24-25 ngàn cuốn. Thì mình nghĩ là có thể cuốn này nó bán hơn chăng thì mình có thể mình recover được khoảng chừng 150. Nhưng mà cuốn này nó còn tệ hơn cuốn 45 nữa. Dạ. Không ngờ. Đơn giản thôi. Và từ đây tôi lại nghĩ một cái ý nữa, như hồi trước giờ có đưa hoài cái idea là cứ bán bộ $9 gửi tận nhà rồi. Một bộ $9 gửi đến tận nhà luôn. Nhưng mà muốn thực hiện được điều này thì khán giả khắp nơi phải email hay là điện thoại về, coi như phải đóng tiền trước. Đóng tiền trước 9 đồng một bộ, 9 đồng một bộ. Chừng nào mà tôi đủ được khoảng 60 ngàn order hay là 70 ngàn order thì lúc đó mới dám release ra. Còn nếu mà không đủ 5-60 ngàn order thì làm sao dám, lúc đó lỗ nữa. Cho nên vấn đề rất là phức tạp. Chứ riêng nếu mà trung tâm của Việt Thảo á, tôi dám sổ chấp luôn đó. Tôi gửi đến tận nhà luôn, 6 đồng một bộ. Tại sao tôi làm được cái chuyện đó? Tôi không có hộp, không bìa, không có cái gì hết, chỉ cái đĩa thôi. Giống y như băng giả luôn. Rồi gửi cái bao thơ thôi, 6 đồng một bộ gửi tận nhà. Như vậy thì khỏi cần phải đi mua băng giả nữa. Thôi bây giờ vậy, cái cuốn này thì nó trễ rồi, nó lỗ chắc rồi. Thành ra em bàn với anh về vấn đề làm ăn với anh thì anh lỗ chắc. Bây giờ cuốn tới đi, cuốn tới thực hiện bao nhiêu? Thí dụ thực hiện là 650 hay 700 gì đó. Thực hiện xong xuôi em đưa tất cả chi phí cho anh coi. Rồi em bán cái master đó y chang vốn cho anh thôi. Rồi anh bán sao anh bán. Rồi bây giờ nếu quý vị đồng ý thì mình làm như vậy đi. Thì bây giờ ngay từ bây giờ cái email của Việt Thảo là mcvietthao@yahoo.com. Nếu quý vị email về order trước đi, cho cái địa chỉ. Nói cái này thì tội cho mọi người, cứ cho địa chỉ đàng hoàng rồi tới đó mà. Giỏi lắm được 30 ngàn người order thì được có bao nhiêu? Có 180 ngàn. Cũng không làm ăn gì được. Nó phải cái số lượng nhiều. Nếu mà muốn bán 6 đồng một bộ, cái số lượng người order ít nhất cũng phải là 100 ngàn order. 100 ngàn order thì mình mới được là 600 ngàn à. Anh đừng có giỡn, 100 ngàn order khi mà anh gửi cái thơ đi mất hết đồng bạc rồi đó. Đúng, là anh đúng. Mất 100 ngàn rồi. Đúng. 100 ngàn tiền gửi đi rồi đó. Đừng còn có thôi bây giờ đó là tôi upload lên cái YouTube của tôi đi. Rồi ai muốn coi vô đóng tiền coi thôi, nhưng mà không được support. Là tại vì nhiều người đâu có vô internet đâu, thấy không? Tình hình khó khăn quá. Bây giờ chắc tôi phải đi bán băng giả luôn thì mới có tiền sống được. Rồi, chị Hương ở Indiana, tôi mua DVD mới góc xem thì hình ảnh không rõ lắm. Và disc số 1 hơi bị giật. Lúc nào cũng mua DVD gốc của Văn Sơn. Xin hỏi ca sĩ Lệ Chi còn hát cho trung tâm không? Vì trong DVD này không thấy hát. Thứ nhất là ca sĩ Lệ Chi không có hát trung tâm Văn Sơn 5 năm nay rồi. Vấn đề thứ hai là cái DVD của trung tâm Văn Sơn ở Praha, hình ảnh được này nó rất rõ. Thành ra chị nói cái đĩa số 1 nó bị giật đó, thì có thể là cái đĩa đó nó bị hư. Nếu mà cái đĩa số 2 nó không bị giật. Và vấn đề đó là chị phải xem lại cái đường dây mà chị đi từ cái máy DVD play. Không, nếu mà cả hai đĩa bị giật thì mình mới nghi ngờ cái máy. Còn không, không ý em nói là nếu mà cái đĩa số 1 bị giật và đĩa số 2 không bị giật thì cái đĩa nó bị hư. Đúng. Cái đĩa đúng. Nó bị hư. Thì chị có thể gửi cái đĩa 1 về trung tâm Văn Sơn, và trung tâm Văn Sơn sẽ gửi ngay cái đĩa số 1 lại cho chị trong vòng 1 tuần lễ nha. Và thứ hai là chị coi là cái đường dây mà chị chạy lên cái đường dây mà hình ảnh đó nó phải đi thẳng từ cái máy DVD hoặc là cái máy Blu-ray của chị lên TV. Đừng có chạy qua cái cục MD5. Khi mà chị chạy qua cái cục MD5 thì hình ảnh nó bị mất rất là nhiều nha. Chị nhớ coi lại đường dây, phải chạy trực tiếp. Rồi, chị Vĩnh Nguyễn ở New Jersey, xin hỏi DVD quay Phật Ngọc ở Pennsylvania tháng 5 vừa rồi khi nào phát hành? Nếu đã phát hành thì có thể thỉnh ở đâu? Anh Thảo trả lời giùm em. Dạ, bên trung tâm Dân Sơn sẽ cố gắng thực hiện phần edit cho nó sớm để kịp cái tuần lễ mà ở bên Pennsylvania tổ chức là mùa Vu Lan, để cho mọi người có cơ hội về để thỉnh cái bộ đó về. Có một điều nó có phần chậm trễ là tại sao? Tại vì trong cái DVD về vấn đề Phật Ngọc ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở thành phố Telford ở tiểu bang Pennsylvania, thì Việt Thảo có dự định là sẽ phỏng vấn ông Ian Green là chủ nhân của cái Phật Ngọc qua tới tận Canada, tận cái vùng lãnh thổ phía Bắc của Northern America, để mà chúng tôi quay ngay cái chỗ mà mình khai thác được cái ngọc thạch đó. Chúng tôi qua bên Thái Lan để đến vào trong cái cơ xưởng để làm những cái ngọc đó, rồi chúng tôi qua bên Úc Châu là nơi cái bảo điện mà sẽ đưa cái Phật Ngọc về để an vị ở đó. Cho nên cái thời gian nó phải mất ít nhất là khoảng 5-6 tháng để thực hiện hết cái phần tài liệu hay đó. Mà bây giờ nếu cần gấp thì bắt buộc không thực hiện cái đó, thì chúng tôi có thể làm sớm liền để coi như coi được cái phóng sự về
cái chương trình Phật Ngọc ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang trong tháng 5 vừa qua mà thôi. Thì có thể là chọn cái giải pháp này để cho mau, để mọi người có nha. Hy vọng là sẽ kịp cho cái tháng 8 này. Chị Vũ ở Maryland xin hỏi khi nào sẽ có bộ phóng sự collection phát hành. Tôi xem DVD 46 rất là hay. Chúc Trung tâm Văn Sơn càng ngày càng tiến hơn. Vân Sơn cố gắng sẽ phát hành trong cái dịp lễ Thanksgiving năm nay, về cái bộ phóng sự mà hơn 20 nước mà anh Việt Thảo cùng với Vân Sơn đã đi qua. Quý vị nhớ đón trong Thanksgiving năm nay sẽ có bộ phóng sự đó. Chú Dũng ở Georgia xin lỗi, theo tôi mỗi ngày để lên ống heo $1 là đến khi Vân Sơn ra DVD là lấy tiền đó mua DVD gốc. Mà tôi tin chắc là DVD sẽ không ra kịp để tôi mua cho hết tiền. Vì một năm có 365 ngày là tôi có 365 đồng. Như vậy mua DVD gốc coi vừa tốt vừa hay. Tôi rất thích DVD của Trung tâm Văn Sơn, nên từ cuốn 1 đến cuốn mới nhất là tôi đều mua DVD gốc mà vẫn chưa hết tiền. Cảm ơn chú Dũng nhiều lắm. Không phải là chú Dũng chỉ mua Trung tâm Văn Sơn không đâu, mà nếu mà mỗi ngày để một đồng đó là chú Dũng mua tất cả trung tâm luôn. Vân Sơn, Ây Gia Thúy Nga mua đầy đủ hết mà không hết tiền, bảo đảm. Tại Vân Sơn hiện nay mỗi một năm Vân Sơn cố gắng lắm đó, cố gắng xoay sở lắm đó, chỉ ra được 2 cuốn mà thôi. Trời ơi, cái này mới khổ nè. Dạ. Cái thơ mới nè. Muốn ủng hộ Trung tâm Văn Sơn cái chủ đề. Em tên Tina ở Seattle. Em muốn mua băng gốc để ủng hộ cho trung tâm. Nhưng khi em đến những nơi bán đĩa thì họ thường giới thiệu em mua băng copy. Họ nói băng copy cũng rõ không thua gì băng gốc mà lại rẻ nữa. Theo anh Việt Thảo thì em nên mua băng nào? Xin cho ý kiến, nếu em muốn mua băng gốc thì em phải làm sao? Cảm ơn. Đó, đây là thơ của Tina Trần gửi vào, vừa mới gửi vào vào lúc 6:41, đây là 6:45, cách đây 4 phút. Đó là cửa Seattle đó. Quý vị thấy rõ ràng, người ta muốn đi mua băng gốc, tiệm bán băng nói là mua băng copy, nó vẫn rõ chứ không có mờ, mà nó rẻ hơn, thì làm sao trung tâm sống được. Tôi biết tại sao các tiệm muốn bán băng sang lại, là tại vì cái DVD gốc của Trung tâm Nhân Sơn gửi đến đó, thì trung tâm phải bán ở dưới cái giá tiền bao nhiêu, lời một cuốn 3-4 đồng gì đó, theo tôi nghĩ như vậy. Còn nếu cái DVD mà mình copy lại, cái vốn nó không có mà, cho nên mình không phải trả ai, chỉ có cái tiền đĩa nó quá rẻ, mình bán được 7 đồng, 8 đồng, 10 đồng cũng là cái lời nhiều hơn băng gốc. Đó là lý do tại sao mà người các tiệm thích bán băng giả hơn là băng gốc, băng copy. Cho nên bây giờ chỉ còn một giải pháp, đó là trung tâm hãy cho các tiệm lời 10 đồng một cuốn đi. 10 đồng một cuốn một bộ như vậy thì trung tâm, thì Văn Sơn còn có mấy đồng bạc làm sao? Không, vấn đề không phải là lời bao nhiêu tiền một cuốn, mà vấn đề là cái người bán băng giả, họ bán băng giả, họ lời nhiều hơn bán đúng băng rồi. Thật. Thì bây giờ cho họ bán không, băng thật lời nhiều đi. Họ không có cần bỏ vốn ra. Thì bây giờ mình đưa băng thật, mình cho lời nhiều như băng giả đi. 10 đồng thì trung tâm nhưng mà họ vẫn phải bỏ vốn ra. Em nói thí dụ đi. Thí dụ như bây giờ mình cho cái bán giá quy định là 25 đồng một cuốn đi, nhưng mà cái này đó là những cái trung tâm mà băng nhạc ở gần nhau đó, họ cạnh tranh nhau dữ lắm. Thí dụ mình quy định giá là 25 đồng cuốn thì không có tiệm nào bán giá 25 đồng hết, tiệm này bán 24 đồng, tiệm kia bán 23 đồng, tiệm bán 22 đồng. Thành ra cái bán băng thật đó nó không có lời. Trung tâm bỏ đến cái tiệm là từ 19 đồng cho tới 20 đồng một cuốn để bán ra 25 đồng cuốn. Thì họ phải bỏ ra 19-20 đồng vốn để mà lời được 5 đồng. Trong khi cái này không bỏ ra đồng nào hết, mà vẫn lời được 5-6 đồng như thường. Thành ra cái người mà bán băng giả, họ làm băng giả, họ có lợi nhiều hơn. Chính cái đó mới là giết trung tâm. Đây là có một cái thơ Việt Nam. Đây, bây giờ bên Việt Nam có email qua đúng giờ luôn đây. Hello, con chào chú Việt Thảo và chú Văn Sơn. Con tên Thảo, mở ngoặc đóng ngoặc trùng tên với chú đó, ở Việt Nam. À, em này đang ở Việt Nam. Cho con hỏi chú Văn Sơn là chú là một diễn viên hài lâu năm, thì có khi nào đang đứng diễn trên sân khấu mà bỗng dưng chú quên mất lời thoại hay làm sai theo kịch bản không chú? Mà chú có giọng hát nghe thật là êm tai, con thích nghe chú hát lắm. Trong DVD 46 lần này phải nói là tuyệt trong ngoặc kép, hơn cả chữ tuyệt trong ngoặc kép nữa. Hài thì rất có ý nghĩa, những bài hát thì rất là hay. À, nhất là chú Việt Thảo nói tiếng Tiệp Khắc chuẩn ghê. Em thì chắc là người miền Bắc đây, chuẩn ghê. À, chú Văn Sơn ơi, con xem trong những mục quảng cáo là chú có làm VS Cargo, phải không chú? Con muốn đặt đĩa gốc thì chú có thể chuyển phát nhanh bằng FedEx được không chú? Vì chuyển bằng máy bay thì khỏi nói, đến sân bay Việt Nam là bị tịch thu rồi. Chúc hai chú luôn khỏe và Trung tâm Văn Sơn ngày càng làm ăn ăn lên làm ra. Thương hai chú nhiều. I love you. Thank you, Văn Sơn. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam, Văn Sơn không bán được qua cuốn nào, mà hầu như tất cả... khán giả, fan của Văn Sơn ở Việt Nam có rất nhiều.
chỉ mới có 4-5 ngày thôi mà đã coi được trọn bộ Vân Sơn rồi. Không biết bằng cách nào, mình không biết bằng cách nào, hoặc là ở bên này gửi về bên kia một cuốn bằng đường máy bay rồi bên kia in băng lậu ra bán, hay là ở đây upload lên rồi bên kia download xuống lấy rồi tải lên tất cả những website trên kia. Coi như là đó là những cái việc mà nếu như mà trung tâm Vân Sơn, nếu như mà thâu mỗi một đầu người xem chỉ một đồng bạc thôi hay là chỉ 25 cent thôi, yeah, là trung tâm Vân Sơn giàu dữ lắm rồi. Yeah. Có một không... điều ở bên Việt Nam có hỏi là trung tâm Vân Sơn có dự định phát hành cái DVD Vân Sơn hay là những sản phẩm của Vân Sơn ở Việt Nam hay không? Thì đương nhiên trung tâm Vân Sơn muốn kiếm có tiền đủ để thực hiện DVD chứ đừng nói gì có lời, thì phải phát hành rộng rãi khắp nơi. Nhưng mà tôi nghĩ trung tâm Vân Sơn khó phát hành ở Việt Nam lắm. Khó phát hành không phải vì vấn đề gì, mà vấn đề những người sang băng copy đó, họ sẽ tìm mọi cách họ phá để Vân Sơn đừng về phát hành được. Bởi vì như vậy thì ở bên đó họ mới có quyền lợi. Chứ nếu Vân Sơn về phát hành rồi thì cái chuyện kia mất đi quyền lợi nhiều lắm. Ừ. Yeah. Thì với lại có một điều nữa là Vân Sơn thấy là kể cả những trung tâm băng nhạc ở trong nước cũng còn khó phát hành. Huống hồ gì, yeah, là trung tâm Vân Sơn về đó mà phát hành. Thì vấn đề là băng đĩa copy ở trong nước thì tràn lan, nghĩa là mình không thể nào mình tưởng tượng được. Mà Vân Sơn có dịp về trong nước á, đi những cái băng hàng băng đĩa thì Vân Sơn thấy toàn là đĩa giả không à. Ít có bao giờ thấy đĩa gốc lắm. Kính anh Việt Thảo và anh Vân Sơn, hiện tình hình biển Đông Việt Nam đang biến động do kẻ thù phương Bắc. Xin hỏi hai anh liệu trung tâm chúng ta có chương trình nào đặc biệt không? Trước khi đi làm sáng nay, tôi có gửi đến hai anh một nhạc phẩm gọi là Trường Sa Hạnh Khúc. Nội dung chỉ ung đúc ý chí bảo tồn lãnh thổ, không biết hai anh có dịp nghe không? Kính chúc hai anh luôn an vui để phục vụ quần chúng. Trân trọng, Thủy Lâm Sinh ở Chicago. Cảm ơn anh Thủy Lâm Sinh ở Chicago, tôi có nhận được. Có nghe, tôi nói thiệt với anh, tôi nghe tôi khóc. Không có cái bản nhạc của anh á, bình thường ngồi đã là khóc trong lòng rồi. Đừng nói chỉ nghe bản nhạc mà Trường Sa Hạnh Khúc. Cái khó của mình bây giờ, mình làm cái gì bây giờ? Sẵn chuyện bên lề thôi, nói luôn. Định không nói, tại nói là chuyện lớn lắm. Nếu mình nói mà một cái lời không đúng đó, hay là cái lời mà nghịch ý, nghịch nhĩ, tức là không có đúng theo cái lỗ tai người ta nghe, theo cái ý của người ta, là mình cũng có chuyện liền. Là cái chuyện bên lề sẽ bị chửi tan nát thôi. Nhưng mà là một người Việt Nam, tôi cũng có cái tâm tư và cái nguyện vọng. Tôi nói đây là trong cái chuyện bên lề thôi. Tại vì ở Việt Nam cũng có những người người ta lo, hải ngoại cũng có những người người ta lo, có nhiều người lo lắm, nhưng mà đây là chuyện chung. Có nhiều người đầu tiên thì nói rằng tẩy chay, đừng mua hàng hóa của Thái Lan. Tại Trung Quốc, vì Trung Quốc. No. Trước kia đừng mua hàng hóa của Thái Lan. Tại vì cái tụi Thái Lan nó ác với người Việt mình lắm. Người ta đi vượt biên bị đủ chuyện tai nạn trên biển cả. Thì tôi mới nói như thế này. Cái đó là do một số người fishermen, những cái người làm nghề đánh cá, hay là một số người họ thấy cái tiền trước mắt, họ thấy những người mà họ có thể hà để hiếp được, họ sinh rồng ra, họ ức hiếp, họ lấy tiền, họ đi cướp bóc thành hải tặc. Cái đó không phải là chủ trương của chính phủ Thái Lan. Nếu chủ trương của chính phủ Thái Lan là mình chống cái kiểu đó. Nhưng cái chuyện mình tẩy chay hàng hóa Thái Lan cũng là một cái tiếng nói để cho chính phủ Thái Lan biết và họ có thái độ đối với những người đó. Tôi đồng ý cái đó. Mình chống là chống cái hành động, chứ không phải là chống lại một cái dân tộc hay cái con người. Ở đây không phải là chống nhau vì cái con người Việt Nam hay con người Thái Lan hay người Trung Hoa. Người Trung Hoa, người Việt Nam ở khắp nơi cũng vậy. Mình không chống con người. Nhưng chính phủ của Trung Hoa, tôi nói chính phủ Trung Cộng, cái chữ hồi xưa gọi là Trung Cộng, tức là Cộng sản Trung Hoa, chứ không phải là Trung Quốc như bây giờ. Bây giờ gọi Trung Quốc là quốc, là nước Trung Hoa. Như là bây giờ tất cả các đài từ Việt Nam cho tới hải ngoại, BBC, đài VOA, đài RFI, ngay cả Little Sài Gòn, ngay cả tất cả các đài đều gọi là Trung Quốc. Tại vì cái chữ Trung Quốc nói ra thì người ta dễ nghe. Nhưng mà trước năm 1975 chúng tôi hay là tất cả người Việt Nam mình gọi đó là Trung Cộng, tức là Cộng sản Trung Hoa. Thì cả ngàn năm rồi mình bị đô hộ mà. Nhưng mà người Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình vẫn quật cường, bất khuất và đứng lên để chống lại, và mình vẫn giữ tròn vẹn lãnh thổ được. Thì tôi nghĩ rằng cho đến thiên thu vạn kiếp trong tương lai, Việt Nam mình vẫn là Việt Nam, không ăn hiếp được đâu. Đương nhiên mình yếu lắm, mình còn nghèo, mình còn yếu, đủ chuyện hết. Người ta ỷ mạnh, người ta ăn hiếp mà. Cho nên từ đó những cái phong trào bộc phát biểu tình khắp nơi. Nếu người dân Trung Hoa chống đối mình
muốn chiếm cái nước Việt Nam thì tôi sẽ là người đứng ra tôi chống lại người Trung Hoa. Nhưng mà không phải người Trung Hoa nào cũng như vậy. Giống như người Việt Nam mình cũng vậy. Mình ở đây không chống sắc tộc, không chống dân tộc, nhưng chống đi cái chánh phủ của Trung Cộng. Họ có cái ý định thôn tính, nhưng mà thôn tính chưa được thì họ chiếm dần. Khi mà chiếm nguyên cái vùng Biển Đông rồi thì còn Việt Nam còn gì nữa mà sống. Cái đó tham quá. Mà cái tham vọng đó bắt nguồn từ ai? Từ cái bản chất của những cái người mà đang lãnh đạo ở Trung Cộng. Thôi tôi nói vậy thì đâm ra đụng chạm nhiều quá. Nhưng mà bây giờ như thế này, mình không chống người Trung Hoa, nhưng mình chống cái chế độ và mình chống cái chủ trương của một chế độ của Trung Cộng hiện giờ. Họ muốn bành trướng bằng cách nào? Có nhiều người hỏi tại sao sáng nào tôi cũng chạy bộ. Thì tôi mới nói chuyện vui chơi thôi, chứ chạy bộ để có sức khỏe. Người ta hỏi sức khỏe để làm gì? Tôi nói sức khỏe để nữa tôi cầm súng tôi để đánh Trung Cộng. Ai cho tôi cầm súng thì đánh. Nhưng mình có những cách để mình chống. Tôi nói thí dụ, mỗi một người Việt Nam thôi, mình không mua hàng của Trung Cộng. 10 đồng bạc một người thôi, hải ngoại không là bao nhiêu, 4 triệu người, nhân lên đi 10 đồng một người là bao nhiêu tiền một ngày. Mỗi một ngày mình đừng mua hàng của Trung Cộng 10 đồng bạc thôi. Đi chợ thấy hàng Trung Cộng không mua, đó là cách biểu lộ cho cái Trung Cộng thấy rằng người Việt Nam chúng tôi không chấp nhận cái chuyện mà quý vị muốn bành trướng lãnh thổ, chiếm đất nước của chúng tôi. Đất nước mình đau thương lắm rồi. Cho nên cái quan trọng nhất là người Việt Nam của mình cần phải đoàn kết, đừng phân biệt nữa, đừng chửi bới nhau nữa. Anh em chúng tôi ngồi trên chuyện bên lề này chỉ mong đem nguồn vui đến cho mọi người. Chẳng hạn những cái câu hỏi vừa rồi mình express ra, mình diễn tả ra những cái tình cảm của mình, rồi từ đó cứ lựa từng lời từng chữ bắt bẻ chửi bới, nổi bao nhiêu đó không là mình thua người ta rồi. Nếu anh em chúng tôi sai, nếu chúng ta làm sai, góp ý với nhau để chi? Để mình mạnh hơn. Tôi nói thật, nếu Việt Nam mình đoàn kết nội hải ngoại, 4 triệu một người cho 10 đồng bạc thôi được bao nhiêu tiền, 100 đồng là bao nhiêu tiền, xin lỗi gom lại cũng đủ mua được tiền thì đỉnh đi bắn chơi. Giận quá, đừng nói, đừng nhắc nữa. Họ tôi nói bây giờ Việt Nam mình thì bị lệ thuộc vô Trung Cộng nhiều lắm rồi. Nội mà giờ Việt Nam anh đừng nói gì, anh đừng nói Việt Nam, anh nói ở bên Mỹ thôi là hàng hóa Trung Cộng đầy hết đây khắp nơi luôn. Bây giờ ở Việt Nam là toàn bộ là tất cả hàng hóa, ở tất cả em nói kể cả những cái cổng trường nho nhỏ đó cũng có bán mấy cái đồ chơi bánh kẹo của Trung Quốc. Tôi nói bây giờ mình nội lệ thuộc với Trung Quốc, nội cái kinh tế 70-80%. Ông Gia Bảo, Thủ tướng Gia Bảo sang Âu Châu kỳ rồi cũng vậy. Cái tiền buôn bán không đó là trên 500 tỷ mà. Tính bằng tỷ chứ không phải là tính bằng triệu nữa. Đúng rồi. Kinh tế lớn quá. Thôi, cái chuyện của Trung Cộng, cái chuyện đó thì hiện giờ một cái tin mừng là sau khi Philippines làm dữ lên và Mỹ đã đứng ra xác nhận rằng sẵn sàng yểm trợ cho Philippines, vì đó là đồng minh của Mỹ từ trước tới giờ, thì bên Việt Nam lại được cái may mắn là Trung Cộng hiện giờ đang nói chuyện với Việt Nam trên vấn đề thương thuyết. Ít ra nó cũng có một cái đường đi. Thì mong rằng cái dân tộc chúng ta mặc dầu nó đã bị hoạn nạn từ trước tới giờ nhưng vẫn quật cường, và do cái người Việt Nam mình, đất nước chúng ta sẽ toàn vẹn thôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyện bên lề hôm nay với Văn Sơn và Việt Thảo. Và chúng tôi thành thật xin lỗi trong cái cảm xúc bất ngờ của một cái câu hỏi chúng tôi chỉ nói lên, nhưng mà thật sự Việt Thảo chỉ nói lên được cái một phần ngàn cái suy nghĩ của mình. Có những điều tế nhị không thể nói ra được, vì đây là public, vì đây là trên đài truyền hình. Gặp riêng đi rồi tôi nói cho quý vị nghe, tôi chửi luôn đó chứ không thèm nói nữa đó. Không, Văn Sơn thì thấy là tức lắm. Nếu mình là con người Việt Nam thì không có ai mà không có một chịu không nổi đâu. Khi mình đọc tin, mình nhìn thấy những cái cảnh mà Trung Quốc nó định thôn tính Việt Nam mình, cả một vùng biển đông như vậy, nó khoanh cái lưỡi bò vậy, nó là của nó hết. Cái chuyện nó vô lý quá, nhưng mà thằng Trung Quốc nó đi cái đường hướng nó rất là khôn ngoan. Bây giờ nó có 1% thôi, bây giờ nó đòi 100%. Bây giờ mình trả giá nó cỡ nào, mình trả giá nó còn 20-30% nó cũng lợi hết trơn à. Anh thấy không, thành ra bây giờ là mình ở trong cái thế nhược tiểu. Thành ra bây giờ mình quốc ức mà nó không có một cái người Việt Nam nào. Nhưng mà nếu nhìn chung nó cũng thông cảm một cái điều này, có thể những cái lối giải quyết của Việt Nam một số người cũng chưa đồng ý. Tôi nhìn khác hơn một chút, không có người Việt Nam nào mà không có muốn giữ gìn đất đai bờ cõi của mình đâu. Đó là tôi chỉ suy nghĩ riêng thôi. Nhưng mà giữ được chừng nào hay chừng đó, nó mạnh quá mà. Thôi, mình đã hết giờ rồi. Cũng nhắc lại một lần nữa, tôi xin lỗi vì đây là vấn đề rất là tế nhị. Tôi chỉ nói một vài cái suy nghĩ cá nhân thôi. Có thể nó không có được đúng ý như mọi người, nhưng đừng dùng chúng tôi như là cái phương tiện và là cái công cụ của quý vị. Có nhiều người nói tôi muốn anh Việt Thảo phải nói như thế này, tôi muốn anh Việt Thảo là phải như thế này, là tại vì cái tiếng nói của anh mọi người nghe. Không được, đừng biến chúng tôi thành công cụ. Hãy cho chúng tôi được một chút tự do nào đó của con người đang sống tại xứ tự do.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào chương trình Những Chuyện Bên Lề với Vân Sơn Việt Thảo vào thứ ba tuần tới. Và quý vị nhớ mua băng gốc DVD Vân Sơn 46 in Praha tiếp khắc để cho Vân Sơn lấy lại vốn. Cảm ơn. Ok, lắng giờ nhiều. Thank you. Good night. Yeah.